Hi, xin chào các bạn đã trở lại với trò chơi Hepla 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp. Đầu tiên thì chúng ta nên tìm kiếm đường để đi. Có một cái đường nè. Ồ, phải nhảy qua sao? Tránh ra nè. Ủa mấy con này nó bay qua. Công nhận mấy đứa này nó bay qua dễ dàng. Mình thấy cái này làm được đây. Mấy con ơi, giúp bố. Mấy con ơi, giúp bố nhanh lên. Giết nó, đánh nó. Đánh nó bố. Đánh nó và bố nhanh lên. Mấy con nó đâu? Mấy con đâu? Trời ơi, mấy con rồi. À, mấy con làm ăn thế đó. Hình như tụi nó đi hết trơn rồi. Mà bọn này túi ngủ mà. Mình nói thật với các bạn ơi, mình xin tự giới thiệu với các bạn, mình là người miền Trung. Mà tại sao miền gì không nói mà nói là miền Trung thôi. Thật nói tiếng miền Trung thì mình nói thật là mình nói tiếng được chứ. Bây giờ mình nói lắm tiếng miền Bắc với miền Nam rồi coi như không được. À, được 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 chứ, nhưng mà có lẽ là nó không có chuẩn mực nên có gì các bạn hãy thông cảm cho mình á. Ủa, chặt là sao? Ủa, mấy đứa con mình đâu đang rồi? Sao có đứa này? Lên đó. Lên trên, lên trên. Nó lên nào. Lên trên, lên trên, lên trên, lên trên, lên trên, lên trên. Lên trên đi, nhanh lên. Ủa sao bây giờ thế? Bốn đứa luôn thế. Lúc trước chỉ có khoảng là hai đứa, sao bây giờ nhiều thế? Sao ok. Thì trời tát. Cũng may. À lâu không 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 không. Mấy con ơi giúp ba. Ủa nó rồi. Khoan em mà hô. Thôi, tao chạy. À, thôi, tới đây rồi. Được rồi. Dưới cống mà. Ủa. Thật. Là bọn nó. Công nhận mấy đứa này nó ngu quá. Thì bắn này nè mà nó bắn tính. Còn mày chết đi. Công nhận tụi nó ngu ghê. Ủa có ai không? Có ai không? Tay nè. Bắn ở đây được này. Chết đi. Ê, qua đây, qua đây, qua đây. Ủa nó nấp làm sao rồi? Thôi kệ đi. Không có ai đây nữa. À. Đi lên đây nào, lên đây. À. Nhọc 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 sao nó không chết lắm. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. À, thôi thôi thôi, sợ rồi, sợ rồi. Sợ rồi. Ui, đủ. Bắn mình không có gì hết trơn rồi. Mấy con đâu rồi, mấy con ơi. Mấy con ơi, giúp ba nhanh lên. Ba sắp chết rồi. Tốt lắm, mấy này nữa. Nó vào nó không, nó xả mình nữa. Công nhận mấy con này nó chơi phát rồi.
Quy tiên đi. Bây giờ mình sẽ lay trên này. Ủa này. Ô sao nó bắn lại kìa ta. Không biết nữa. Oh no. Bắn con giúp bố. Bực quá. Giúp bố nào. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Giết nó. Giết nó. Đúng đầu. Giết nó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Như vậy. Bố đang cầm cái thứ này. Oh man, cái chiếc máy bay đó. Không được, không được, không được. Mấy đứa này không bắn. Thôi, ăn cái này đi. Ra lại ta bắn. Được rồi. Như vậy đó. Hấp thu năng lượng. Bây giờ chiếc máy bay này thì mình nên tiêu diệt nó. Nhưng mà đã có 3 viên sao giết nó được. Cái này còn ít nhất cũng tranh khoảng là 5 viên thì mình không có thể giết nó được. Nhưng bố sẽ cố gắng. Đúng rồi đó. Hay quá. Chết đi. Thấy đạn rồi. Kiếm đạn, kiếm đạn, kiếm đạn. Ủa đạn là không băng. Mang kiếm nó rồi. Nó con ơi chết bố. Như gì 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 gì. Dấu dấu. Nó ra rồi ta. Nova Nova. Ủa, cái gì vậy? Anh nha, cái này ta không biết được. Đây mà đây hai chiếc. Mày. À, fuck you man, fuck you, fuck you. Mày. Cái này. Cái này. Yeah. Yes. Được không? Một em đã hy sinh. Cái liễu này. Ông chưa. Quy tiên. Vẫn còn biến cục. Hãy xem ta cách liễu ngươi đây. Dến. Này bắn phá được. Đó rồi, nó rồi. Ủa chạy chết chưa. Này đợi tí để kiếm máu ra. Mất công nữa. Ủa sao có được phá này. Chưa, mình vẫn chưa giết được nó. Nên mình sẽ không đi. Được rồi. Được rồi, được rồi. Được rồi. Căng, 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 căng. Trước tiên là cần phải đi kiếm có có cái đồ gì quanh đây nữa. Kiếm đồ gì quanh đây đó. Cái này không có gì hết. Thôi kệ. Đấy. Bây giờ mình đi kiếm cái đường. Đấy.
Rồi đây. Cái gì đông đông vậy? Gì thế? Đóng cửa rồi. Thôi kệ đi. Loading. Chơi game. Ram đây. Kiếm hàng. À. Wow. Mình thấy cái này là mình biết chắc chắn cái này là gì đây. Nova Frost. Mình nhìn cái xung quanh là mình biết đây chính là cái nhà tù. Đây chính là cái nhà tù Nova rồi. Được rồi. À, cái gì thế? Gì thế? Mẹ mấy ông. Xin lỗi ông, có mấy ông ở ngoài đường ông la lớn quá. Mấy ông nào ông đi chơi mãi ông la lớn quá. Đéo trời. Ồ. Gì đây? Im đi. Bực quá chào chửi vậy. Mình nhìn nó thì chà là chạy á. Sao mình nói tiếng miền Trung mãi. Ô cái này là ở lúc nãy mình không có chú ý, bây giờ mình mới chú ý nè. Rồi đây là mấy cái con gì vậy? Nó giống như mấy cái gì rồi, mấy cái luộc. Cái này gọi là gì đó? Mấy con robot mà tự động bắn á. Bọn Nova ba máu đạn vào. Ồ, hít vào. Bấm giáp vào luôn. Nào. Cái này là cái camera. Đó có hai chiếc. Đây là ù máu nè. Shit, đây là gầm nè. Không nhận là gầm nè, nó cứ bấm sắt theo mình mãi vậy đó. Mà nó thật nghe không biết cái, không biết cái ông gầm nè đang có chẳng tiếng ở đây mà ông đi ngang qua mắc cười. Là mấy cái con bọ. Thôi bây giờ mình đi tiếp. Phá cửa này ra. Đéo có cái gì đâu mà hết. Có hai con robot lúc nãy nè. Đây là cái ghế tra tấn nè. Đi bơ tiên ngang. Im đi. Đi bơ tiên ngang mày. Tao không rảnh đâu mày. Bây giờ tao không bận quay video rồi. Mình đang tao quay video ở gym mày cũng xuất hiện đó. Tao biết. Mấy cái này là nó. Mày biết rồi mà còn nuốt nữa. Đi. Đi giờ khó lắm mày, tao quay video rồi. Tao coi. Thôi đi bắt tinh nha. Không nặng mà nói thật các bạn, cái thằng này sao mà cái mẫu làm mình cứ quay video là gì thế, là cái thằng nó xuất hiện mà ấy. Giờ mà rủ đi bắt tinh, nói thật là mình lúc trước mình đi bắt tinh trài hai cái đầu gấu rồi gì thế. À,
Ô con của bố ơi, sao mà chết mà nằm đống như vậy? Sao chết mà nằm đống? Tội nghiệp cho mấy đứa con mình. Cái gì bắn hả? Ai bắn mình thế? Cái này là của con đâu rồi? Con của mình đâu rồi? Con ơi, con ơi, con của mình đâu rồi? Ủa con mình đâu đang rồi ta? Lúc nãy sao chết nằm đống ở đây này, sao bây giờ không thấy đứa nào thấy? À đúng rồi, mình thử lá cái này thật khó đi. Nếu cái này làm bằng kim loại chắc cái này sẽ hút được đấy. Được ta. Đúng rồi, cái này. Quá đỉnh. Trong này thì không có gì hết. Giờ rồi. Mà nó sao nó giống con chó vậy? Con chó mà bị đánh mà kêu mắc cười. Còn cái này là chỗ ông Gomez lúc nãy kiếm đường lái lái hàng trong này, mình nhớ có có hàng trong này. Được rồi. Ra đây mà. À, có thử trong này có cái ổ khóa mở không? Không có. Lâu đi nữa. Oh man. Có hai thằng chết, rồi em có một thằng chết. Nào. What the fuck? Start. Tính ra. Gì thế? Của nó rồi. Not again. Cái gì? Cho ăn này. Không được. Nơi kia không được. Mẹ bây giờ mình sẽ đi nghe vòng quanh vòng quanh. Mẹ đéo sợ. Không sợ. Chết ra. Đúng rồi, thế này. Cái đi, cái này ăn là được đấy. Không lắc cái này. Không được hết. Hết hơi mẹ rồi. Ủa đâu rồi? Cái con này nó chơi. Hi. Chết đi. À đứng lên này. Chết chưa? Ok. Chết rồi sao? Ủa may ra. Bây giờ thì mình sẽ đi đâu? Nó lên này à? Không được. Bộ con này nó cũng bằng làm bằng kim loại sao mình bắn cơ? À, mấy con này cũng bắn rồi nữa. Thôi
Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Đủ. Đủ. Mấy câu mà coi như là có thể là đào hang tóc đó. Giúp ba đi, hỏi bác cái này. Giúp ba đi. Mấy đứa con, giúp ba. Giết tụi nó. Để ba ở đây, ba cổ vũ cho tụi con. Mấy đứa con ơi, giúp ba. Con ơi. Ba không cần tốn viên đạn nhưng ba còn bắn thắng. Ô, mình vừa lượm được cái mình vừa lượm được cái gì mà cũng nó có số 1 rồi. Súng này có số 1 hả? Bắn thử xem nào. Ok, mình đợi. Tiết kiệm. Các bạn, xin lỗi. Ba lỡ tay. Oh. Cái này. Cái này. À, không được, không được. À, thôi. Chương trình cho game đó là tạm dừng. Mình sẽ cho trò này vào phần sau.